Trong tuần vừa qua thì chúng ta đã cùng tìm hiểu rất nhiều những loại trại hè khác nhau, bao gồm cả trại hè trong nước và quốc tế. Vậy thì ngoài trại hè, trẻ em còn có những sân chơi nào? Mình muốn con có một cái không gian để trải nghiệm những cái trò chơi cũng như là khả năng khéo léo rèn luyện đôi tay. Con cảm thấy rất là vui và con thấy hoạt động này rất là thú vị. Hãy cùng đến với xưởng mộc sáng tạo dành cho trẻ nhỏ trong tập hôm nay của chương trình. Mình là Phạm Quý Phúc, là người sáng lập xưởng sáng tạo Creative Garage. Mình xuất thân từ người làm nghề xuất bản sách khoa học cho thiếu nhi. Mình thấy trẻ con, các bạn nhỏ ở nước ngoài thì không chỉ có Lego, không chỉ có lập trình, mà từ bé các bạn đã được chơi rất nhiều các trò chơi liên quan đến tài xế. Chính vì thế với cái đặc thù ở Việt Nam thì mình lựa chọn cái gỗ là một cái vật liệu khá là thân thiện, dễ chế tác để có thể tạo cho các con một cái cảm hứng, cái môi trường và các cái công cụ để các con có thể là tỏa sức, có thể sáng tạo. Đây chính là một trong những cái sản phẩm rất là thú vị, một cái khu phố ở bên biển chúng ta với những ngôi nhà này. Những sản phẩm tạo nên từ gỗ đang gây hứng thú với hầu hết các bạn nhỏ ở đây. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện khác nhau. Khi tiếp xúc, các em sẽ thỏa sức tưởng tượng thông qua những sản phẩm có sẵn. Nội dung ở Creative Garage thì lấy từ chất liệu trong cuộc sống, lấy từ sách vở và lấy từ chính các ý tưởng của các con. Hôm nay con đã được đi trải nghiệm ở xưởng gỗ, được làm ngôi nhà ở xưởng sản xuất và được xem một số sản phẩm gỗ được trưng bày ở trong Lara. Con cảm thấy rất là vui và con thấy hoạt động này rất là thú vị. Ra đối với mình thì nguy hiểm nó chỉ là một từ tương đối. Chẳng hạn ở nhà mình làm bếp thì có rất nhiều con dao còn sắc nhọn hơn rất nhiều. Vấn đề là các con được tiếp cận, được làm, được trải nghiệm. Thì chính vì cái việc được am hiểu về các dụng cụ, am hiểu về công cụ lao động, về cách làm, chính cái việc đấy lại là bảo vệ các con, chính việc đấy lại làm giúp cho con rất là an toàn và có thể phát triển ở trong cuộc sống. Thì ở đây các con chúng còn một chiếc cưa rất là lớn như thế này. Các bạn thấy ạ, phần lưỡi cưa của chúng ta rất là dày đúng không ạ? Phần lưỡi cưa rất là dày như thế này để cho chúng ta có thể là cưa được những cái khúc gỗ, những cái cành cây to như thế này đúng không ạ? Các cháu thì là con gái nhưng mà qua các cái trò chơi về mộc này để cho các cháu biết là công việc mộc nó cũng nặng nhọc nhưng mà cho các cháu mạnh bạo hơn. Việc đóng những cái khúc gỗ nó rất là khó nhưng mà khi lắp gối và đóng đinh vào thì các cháu trông có rất là mạnh mẽ hơn. Mình muốn con có một cái không gian để trải nghiệm những cái trò chơi cũng như là khả năng khéo léo rèn luyện đôi tay. Ở nhà con không được làm công việc như này. Cái công việc này nếu con biết làm mộc thì con sẽ tự tạo ra những món đồ chơi bằng gỗ cho mình. Làm mộc thì sau này nếu mà không là mình có thể trở thành một người thợ mộc để làm những thứ mới mẻ hơn ạ. Thông qua các cái hoạt động về trải nghiệm, về lao động, sáng chế, chế tạo sản phẩm, các con sẽ học được rất là nhiều điều và hơn hết là các con biết trân trọng tình yêu lao động và rèn luyện sự kiên trì. Ngoài những lớp học làm mộc như thế này thì hiện nay còn rất nhiều những lớp học trải nghiệm thú vị khác. Đây là cách để trẻ có thể vui chơi, tự do sáng tạo và tránh đi những trò chơi công nghệ ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của các em. Nơi đây núi Tiên là một hệ sinh thái tự nhiên. Đất, nước, gió, những thảm thực vật đã nương tựa và cùng nhau sinh tồn. Chúng tôi TH với tôn chỉ tôn trọng tự nhiên, nâng niu đất mẹ. Mỗi ngày hạt mưa rơi xuống qua từng kẽ lá, thấm sâu vào lòng đất, chắc lọc cùng thời gian, lớp lớp địa tầng rồi dâng trào với dòng sữa mẹ mát lành tinh khiết. TH True Water, nguồn nước ngầm hoàn toàn từ thiên nhiên. TH, tiên phong đồng hành cùng chương trình sữa học đường quốc gia.